kỳ tích giáng sanh chùa Kim Sơn, Hải Đảo. Kể lại cư sĩ Thôi Tinh Lâm giảng sanh ngày 1 tháng 1 năm 2009. Cư sĩ Thôi Tinh Lâm quê quán thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam, là cư sĩ tuổi đã lục tuần, một đời giản dị chăm lo gia đình thiện với người, là một người giáo viên nhân dân kính nghề thiết thực. Tháng 7 năm 2005, Thôi cư sĩ kiểm tra phát hiện mắc bệnh ung thư thực quản. Trong 3 năm sau khi làm phẫu thuật, thân thể thường thường xuất hiện chỗ đau. Tháng 11 năm 2008, bệnh viện chuẩn đoán chính xác tế bào ung thư đã lan khắp. Những người con bắt đầu khuyên bảo cha mình học Phật, đồng thời cùng người cha đã xem một số băng đĩa Phật giáo và những đĩa ghi lại của cư sĩ khác giảng sanh. Thôi cư sĩ lúc bắt đầu cũng không dụng công cho lắm, thỉnh thoảng lúc nhớ đến thì niệm Phật vài câu. Đến lúc cơn đau ung thư mãnh liệt dày vò ông, dưới sự khuyên bảo của người nhà, vào ngày 17 tháng 12 năm 2008, Thôi cư sĩ cuối cùng quyết định đi đến chùa Kim Sơn Hải Đảo niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người con trai nói tôi: bà xem thử cha của con như thế nào rồi, cha của con sẽ nghe bà, nên đi nhập viện hay là cầu sanh. Tôi vào trong ấy xem thử. Ông ấy nói: tề cư sĩ, tôi gặp được bà rồi, tôi nghe lời bà. Bà xem thử tôi nên chờ giảng sanh hay là đi nhập viện. Tôi vừa xem như vậy, ông ấy về cơ bản thì cũng sắp sửa rồi. Thấy ông ấy toàn thân đều bị khuếch tán, sau khi đã lan rộng thì tôi nói với ông: ông không cần phải chịu những đau đớn này nữa, đi đến nơi đây để giảng sanh, không được bao lâu thì ông sẽ giảng sanh. Hãy mau mau đem cái băng ca này đến đây, vào trong phòng tôi lấy cho ông ấy. Cái lò sưởi bằng điện đem qua gắn cho ông, đem lăn như vậy qua bên đó. Sau khi đã đem qua làm phòng ông ấy cho xong, lót giường cho ông ấy xong, tôi tự tay lót giường cho ông. Lót xong cái giường tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ ấm, bên trong tôi mở máy sưởi cũng không phải nóng cho lắm. Tôi lại bảo mọi người lót nữa cho ông, để làm cho ông một cái mền ấm áp. Lấy cái mền quấn ông ấy lại rồi khiêng lên. Lúc khiêng đi lên, tôi đã nói cùng với hai người họ: ông buông xuống vạn duyên, ông có bất cứ việc gì thì hãy mau chóng mà dặn dò với tôi. Ông nhất định phải nghe lời tôi, ông phải đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người nào cũng đã phải chết, chết không sợ, sợ là sợ rồi, sẽ đầu thai vào đâu? Giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đổi một cái thân kim cang bất hoại, đổi cái thân tử ma chân kim. Bây giờ ông đã đạt được đến cái mức độ này rồi, ông ở đây mà một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật sẽ gia bị cho ông, oai thần có 48 đại nguyện gia trì cho ông, ông sẽ không đau đớn, ông tuyệt đối sẽ không đau. Nếu không mà nói, người bị bệnh ung thư khi đã đến lúc lâm chung như bò bị lột da, như rùa trụng nước sôi, đau đớn vô cùng. Đau đớn đó của ông, gia đình quyến thuộc ai cũng không thể thay ông. Ông không cần phải chịu sự đau đớn này. Tôi bảo ông hãy hiện một cái tướng tốt, ông không bệnh, không già, cũng không chết. Ông ở ngay nơi đây, ông nhất định phải làm như vậy. Ông nghe tôi, ông tuyệt đối sẽ không đau đớn. Ông nói, ông đương nhiên nghe lời tôi rồi. Ông nói, ông còn muốn được gặp mặt con gái và con rể. Tôi nói, vậy thì có thể, nhưng mà trong tâm ông cũng nên, cũng phải đem chúng buông xuống. Cái tâm này cũng không thể vướng mắc, vào cái lúc này mọi thứ đều phải buông. Ông ấy nói mẹ của mấy đứa nhỏ là vợ của ông ấy, ông sẽ không gặp đâu, ông không gặp bà ấy. Tôi bảo đúng đúng, ông không nên gặp bà nữa. Ông sau khi gặp bà ấy lại rơi nước mắt, lại khóc thúc thích thì cũng chẳng có ích gì. Ông nói vậy sẽ chướng ngại. Tôi nói đúng, ông mà muốn độ cho vợ của ông phải hiện cái tướng này. Đến lúc ra đi, đến lúc ông vạn sanh, toàn thân mềm mại giống như là chưa chết, trông rất tươi tỉnh, như vậy thì bà mới tin. Nếu bà không thấy như vậy sẽ không tin. Một cái nữa là sau khi ông vãng sanh rồi, tôi đem tro cốt của ông mang lên trên Đông Thiên Mục Sơn. Ngày 18 tháng 12, tề cư sĩ giúp đỡ Thôi cư sĩ làm nghi thức tam quy y ở trước tượng Phật. Ông hãy chắp tay: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Từ nay vì sao xưng Phật làm thầy, tuyệt không quy y tà ma ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Pháp làm thầy, tuyệt không quy y kinh sách ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Tăng làm thầy, tuyệt không quy y tín đồ ngoại đạo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Từ nay vì sao xưng Phật làm thầy, tuyệt không quy y tà ma ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Pháp làm thầy, tuyệt không quy y kinh sách ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Tăng làm thầy, tuyệt không quy y tín đồ ngoại đạo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Từ nay vì sao xưng Phật làm thầy, tuyệt không quy y tà ma ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Pháp làm thầy, tuyệt không quy y kinh sách ngoại đạo. Từ nay vì sao xưng Tăng làm thầy, tuyệt không quy y tín đồ ngoại đạo. Ông tên là gì vậy? Thôi Tinh Lâm. Thôi Tinh Lâm cư sĩ, từ nay ông là đệ tử nhà Phật. Trước khi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đã cử hành tam quy y cho ông rồi, đã quy y cửa Phật.
Ông chính là đệ tử Phật môn. Từ hôm nay bắt đầu, ông là một cư sĩ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở nơi này pháp danh của ông là Diệu Âm cư sĩ. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là Diệu Âm Bồ Tát. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, liễu sanh tử, xuất tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, cầu sanh tịnh độ, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là chỗ quay đầu của ông. Từ hôm nay bắt đầu chăm chỉ niệm Phật, sớm ngày giảng sanh, cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông. Ông bây giờ một lòng buông xuống, vạn duyên buông xuống, không phải A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, quyết không đi, nhất quyết một lòng là phải cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. A Di Đà Phật đến rồi liền theo Phật giảng sanh. Vậy đó hoa sen hóa xanh, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới là được đại giải thoát. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật, ông tự mình đã phát cái nguyện, hãy phát lại lần nữa, ghi hình cho ông tương lai độ chúng sanh. Hãy từ chính miệng mình, từ mình nói, một lòng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi một lòng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật, thấy A Di Đà Phật, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ xin phép với A Di Đà Phật, sẽ xin phép với A Di Đà Phật, lại lái con thuyền từ, lại lái con thuyền từ đến Ta Bà thế giới, đến Ta Bà thế giới rộng độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh. Đầu tiên là độ oán thân trái chủ của tôi trước, đầu tiên là độ oán thân trái chủ của tôi trước. Mong rằng oán thân trái chủ bây giờ tha tôi một lần, mong rằng oán thân trái chủ bây giờ tha tôi một lần. Đừng nên làm tôi đau đớn, đừng nên làm tôi đau đớn, đừng nên cho tôi đau đớn, đừng nên cho tôi đau đớn. Sau này tôi độ các vị trước, sau này tôi độ các vị trước. Sau khi tôi thành Phật, quyết không nên quên mất quý vị. Sau khi tôi thành Phật, quyết không quên mất quý vị. Đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy bảo họ làm trợ hành cho ông. Không nên chướng ngại thì được rồi, không nên chướng ngại. Đã lập bài vị cho các quán thân trái chủ rồi, tốt nhất là quán thân trái chủ mau chóng đi khỏi, mời Ngộ Đạo Pháp Sư đến siêu độ, siêu bạc ông mau mau mà dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, giảm nhẹ đau đớn của lão cư sĩ ông là được rồi. Cố gắng niệm A Di Đà Phật, một lòng niệm Phật. Sự tình gì ông đều dặn dò hết rồi, ông và cái thế giới này không còn liên quan gì với nhau nữa, làm ảnh hưởng chúng độ chúng sanh. Niệm Phật mà đi, dùng thân giáo của ông độ chúng sanh, sau cùng giáo hóa chúng sanh, độ hóa chúng sanh. Đi được tự nhiên, đi được trang nghiêm, đi rất vui vẻ, đi rất tự tại. Từ đây vì sao không còn đau khổ nữa. Thôi cư sĩ, trong niệm Phật đường buông xuống vạn duyên, một lòng niệm Phật trong sự hộ trì của đại chúng. Ông cảm tạ mà nói, trong 2 giờ này tôi một cái tạp niệm cũng không có, trong người cũng không cảm thấy một cơn đau nào. Chân chánh thể hội được cái năng lực của niệm Phật. Ông nói với người nhà, nếu mà những người mang trọng bệnh đều biết tin vào Phật, niệm Phật cầu giảng sanh thì không bị đau đớn. Đều đến niệm Phật sẽ giảm nhẹ đau đớn cho biết bao người, cũng sẽ tiết kiệm biết bao nhiêu tiền chữa trị không cần thiết. Ngày 1 tháng 1 năm 2009, vào 5 giờ 13 phút chiều, trong tiếng niệm Phật chí thành của đại chúng, Thôi cư sĩ bình thản giảng sanh. Từ lúc học Phật đến giảng sanh, chỉ trong hơn 1 tháng ngắn ngủi, Thôi cư sĩ thật nhìn thấu, thật buông xuống, kiên định tín nguyện lão thật niệm Phật, đem những đau đớn không thể chịu nổi hóa thành sự thanh lương tự tại của Cực Lạc tịnh độ. Cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật này, niệm A nghĩa là vô, Di Đà nghĩa là lượng, Phật nghĩa là giác, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thọ, vô lượng quang, có vô lượng tài nghệ, có vô lượng quyến thuộc, cái gì cũng là vô lượng cả, một thứ đều tốt. Thôi Tinh Lâm đã tin tưởng, ông đã thành tựu. Chúc mừng các vị đi xem thoại tướng của ông, giống như là chưa chết. Ông hiện ra cái tướng không bệnh, không già, không chết. Những sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là chết mà đi, ông là đang sống mà đi. Ông không có chết, đang ở trong hoa sen Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay các vị đi xem ông, ông ở trong hoa sen nhìn thấy được rất là rõ ràng, minh bạch. Phật là người nói chân ngữ, là người thật ngữ, là người như ngữ, không phải người nói lời đẹp, không phải người vọng ngữ. Ngài là chân thật, bất hư. Ngài khuyên bảo mọi người không nên lưu lạc đến thế giới Ta Bà này. Cái thế giới này khổ quá rồi, các vị phải chú tâm mà niệm một câu này, thì danh hiệu của A Di Đà Phật, chăm chỉ để mà niệm, chắc chắn A Di Đà Phật đến tiếp dẫn các vị đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật.
người có lục đạo luân hồi, cái lục đạo này khổ quá rồi, khổ không thể nói. Người niệm Phật khi đã đến lúc lâm mạng chung thời, ít nhất là không bệnh, họ sẽ không bệnh gì. Ai mà muốn bị bệnh chứ? Bị bệnh thì quá khổ. Người một khi thiện chung, người có ngũ phúc lâm môn, có năm loại phúc, năm loại phúc này, thứ nhất là phú quý, thứ hai là trường thọ, thứ ba là khỏe mạnh, thứ tư là con cháu, thứ năm là thiện chung. Đây là ngũ phúc. Ông đã chứng được thiện chung, vô lượng thọ, con cháu hiếu kính. Phú quý ấy là vật ở ngoài thân, đó là tiền tài vô dụng. Mọi người chúng ta hôm nay, các vị thấy người nhà của mình sẽ thấy Thôi Tinh Lâm đi được một cách tự nhiên, một cách trang nghiêm, một cách tự tại như thế. Các vị nhà, mọi người đặc biệt là những người già, cả nhà nên ăn chay, nên niệm Phật, nên học cùng với họ. Mọi người nhất định phải là một người minh bạch, không nên làm người hồ đồ. Phật Bồ Tát bảo hộ, bạn giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Thôi Tinh Lâm cư sĩ đã hiện thoại tướng độ mọi người, toàn thân hiện ra tướng mềm mại. Ông không có chết, đã mất được đến là 36 tiếng đồng hồ rồi. Ông đi vào lúc 5 giờ 13 ngày hôm kia, 5 giờ 13 phút ngày hôm qua là được 24 giờ, 5 giờ 13 phút sáng ngày hôm nay là 36 tiếng, bây giờ là đã 48 giờ đồng hồ, gần được 50 giờ đồng hồ rồi. Chúng ta bây giờ thăm khám thời tướng của ông, giảng sanh hay không giảng sanh, ông mà chết thì mắt miệng sẽ cứ mở ra như vậy. Thế thì đã chết, mới thật là đã chết. Toàn thân mềm mại, ông lại mỉm cười, nhấn vào giống như người còn sống vậy. Cô ấy là một người ngồi mà đi, lúc mà đem đưa cô đi hỏa thiêu, cô ấy còn chưa chịu nằm xuống. Cô chị sau đó nói, em gái nằm xuống đi, đừng ngồi nữa, ngồi vậy thì không thể vào trong lò thiêu được. Vậy thì cô ta mới tự mình ngây người ra. Bên trong không có châm lửa, mà cô ấy tự hỏa thiêu chính mình, là tự cháy. Những sự thật này không thể nghĩ bàn. Người thế nào khó độ vậy? Quan chức, họ ăn chơi, cờ bạc, tham sân si mạng, tham quan ô, là người này khó độ. Họ cho dù lợi dụng mọi người, mê hoặc điên đảo, có thể dơ dét tiền tài, có thể dơ dét danh lợi. Người minh bạch vừa nhìn thì đã biết họ đã lăng, đang làm gì. Người học Phật thì rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Ma thì sợ bạn là một người minh bạch, làm được người minh bạch thì chúng không thể nào. Sắc đạo dâm vọng, tử tài, sắc danh thực thủy, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Mọi người đều biết rõ chúng rồi, sẽ không bị chúng lừa nữa. Cho nên mọi người nhất định làm người minh bạch. Người minh bạch là một người giác ngộ, họ có năng lực phân biệt đại cai viên giải, tính giải hành chứng, phân biệt thiện ác, phân biệt tốt xấu, phân biệt chánh tà. Con người của bạn là người tốt hay không phải người tốt? Lời của bạn nói mà đúng thì tôi nghe, lời bạn nói mà không đúng, bạn đến lừa gạt chúng sanh, lừa gạt tôi nhìn thấy tôi sẽ không bị bạn gạt. A Di Đà Phật, ngài chân chánh là khuyên bảo mọi người phải thành tựu tùy thượng sinh tử, cổ không thể nói, nhanh chóng rời khỏi lục đạo luân hồi, dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đi, chúng ta đi xem thử. Thôi Tinh Lâm cư sĩ, bây giờ ông đã được giảng sanh rồi, ông thành tựu rồi. Đến vạn người, đến trăm triệu người cũng không được như ông. Thành tựu của ông, thứ nhất là tâm địa ông thiện lương, con người ông trung hậu. Thứ hai là ông nghe lời, nhìn được thấu, buông được xuống. Bây giờ là thời khắc độ chúng sanh của ông đã đến. Độ gia thân quyến thuộc của ông, độ thân bằng hữu hảo của ông. Ông hiện một cái thân tướng mềm mại, chứng minh ông đã được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ để gia đình quyến thuộc được ngắm nhìn di thể của ông, cho mọi người xem thử. Này, mọi người xem thử. Tạm biệt với mọi người rồi. Tạm biệt, tạm biệt. Các vị xem. Ông là sống mà đi. Ông có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Đây chính là để chứng minh. Bà xem, nhìn thấy rồi chứ. Ông đã được giảng sanh rồi. Ông đã làm được rồi. Lời tôi nói với ông đều biểu hiện được rồi. Tôi nói ông đến lúc đó thì cái tướng ông muốn độ bọn họ, ông muốn chào tạm biệt mọi người. Tay của ông rất là mềm mại. Hôm nay là được 50 giờ rồi đó. Bây giờ cùng với mọi người gặp mặt, tôi xin xem tiếp.
căn của ông chân của ông cũng phải thị hiện, đưa lên để cho mọi người thử xem. Nhìn thấy được rồi chứ mọi người? Người học Phật này, các cấp xương của ông đều rất mềm mại. Không phải người học Phật họ không làm đến được như vậy. Họ chỉ cần là người tự mình phát cái đại nguyện. Mọi người xem, phía bên đây cũng vậy, cũng đưa lên để cho mọi người thử xem. Vì vậy nói các khớp xương của ông rất mềm mại. Đến giờ là 50 tiếng đồng hồ rồi. Người giảng sanh là họ không phải chết rồi mới đi, họ là sống mà ra đi. Hôm nay ông thành tựu rồi. Mọi người nhất định phải thành tâm thiết nguyện niệm Phật cầu giảng sanh. Người người đều phải chết. Chết không sợ, sợ là sẽ đầu thai sát sanh vào đâu. Ông đã được sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu thành Phật rồi. Ông chính là tấm gương cho chúng ta. Có ai mà không phải chết? Các vị sẽ không chết sao? Các vị mà chết được như ông ấy thì là tốt rồi. Mọi người đều hãy tu một cách cái chết lành. Đây chính là cái tâm ông thiện lành, một đời lương thiện trung hậu. Được cái thiện chung như vậy, cái phước báo lớn nhất của người này chính là thiện chung. Mọi người chúng ta nên phải chăm chỉ học tập ở ông, chăm chỉ niệm Phật. Đặc biệt là những vị cao tuổi này, ông ấy làm được như vậy, tôi nói ông hãy giúp đỡ tôi độ chúng sanh. Ông hãy hiện ra cái thoại tướng, ông phải toàn thân mềm mại. Mọi người mà nhấc tay của ông lên, gia đình quyến thuộc đến rồi, ông nói tạm biệt tạm biệt. Ông cười cười mà nói được được, tạm biệt tạm biệt. Không phải làm được rồi sao? Làm được cách tạm biệt này với các vị, không phải học Phật, không phải liễu thoát sanh tử, không thể làm được đến như vậy. Đây là đại hỷ đại sự. Một người thành Phật cửu tổ sinh thiên, một người mà thành tựu rồi, gia thân quyến thuộc đều được nhờ. Đây là lão tổ tông có đức, tổ tiên có đức, mới đời đời thành Phật. Người ta đều nói nhà đó không một đời nào không tu hành. Con trai của ông, con dâu của ông rất là hiền lành, như các nào lấy được hiền thê lương mẫu. Có được cái gia đình kiểu như vậy thật không dễ. Ở nơi đây giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn là do con trai và con dâu ông lo liệu. Tôi đáp lại cho ông, gặp mặt một lần với gia đình, gia thân quyến thuộc, ông còn muốn mở mắt ra nữa không? Ông đừng mở nữa. Các vị xem con mắt vẫn còn hé một chút, nhẹ nhẹ thôi. A-di-đà-phật. Pháp môn niệm Phật là một cái đạo dễ hành. Ông là đới nghiệp giảng sanh, là một cái pháp môn nhị lực. Chúng ta tự mình chỉ cần tin, chỉ cần phát nguyện giảng sanh vào hoa sen Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa sen ấy liền nở ra. Trên đó hoa sen ấy treo cái tên của các vị, thần thức của các vị khi qua đến, nếu chân tính thiết nguyện, hết lòng niệm Phật, đến lúc mà lâm mạng trung thời thì mười niệm tất sinh, được oai thần của 48 đại nguyện của A-di-đà Phật gia trì cho. Thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tích nhạo, hết thảy thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nghe đến mười niệm, nếu không được sanh không dự chánh giác, duy trừ cổ nghịch hủy bán chánh pháp. Người mà vĩ bán Phật Pháp, đại nghịch bất hiếu, người mà không hiếu kính cha mẹ, họ sẽ khó mà thành tựu. Nhưng mà họ phải sám hối, năng lực của sám hối rất mạnh. Sám hối rồi họ vẫn được, sẽ giảng sanh. Vì vậy họ mà làm được thì họ lâm chung niệm Phật. Lúc bình thường niệm Phật cũng không được tinh tấn đến vậy, cho đến lúc lâm chung. Tôi để cho ông ấy nằm ở nơi đây, ông nói sao niệm không ra nổi. Tôi nói niệm không ra, trong lòng ông có Phật là được. Cho đến những ngày cuối cùng trước lúc giảng sanh này thì bỗng chốc là niệm ra được. Phật lực gia trì, Bồ Tát gia trì ông. Ông tại vì sao vậy? Tự mình tín nguyện trì danh, quay thần gia trì của 48 đại nguyện của A-di-đà Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là Phật lực, không phải sức từ một người nào hết. Các vị nhất định phải hiểu rõ Phật lực gia trì, Phật Bồ Tát gia bị, trong phút chốc tiếp dẫn các vị đi. Nhưng nhất định phải niệm, các vị không niệm không được. Các vị đến lúc mạng chung rồi mà niệm lên được 10 tiếng, 10 niệm và 1 niệm đều sanh. Các vị nói xem lúc đó thế nào? Đừng trách tôi lòng dạ sắt đá, ai cũng không gặp được. Các vị vừa gặp, tâm ông không buông không được. Ông liền bắt đầu thấy đau đớn, oán thân trái chủ không chịu buông tha. Ông chỉ cần giữ gìn cái tâm thanh tịnh của ông, buông xả dạng duyên, một trần không nhiễm, tơ hào không dướng. Ông tín nguyện trì danh, trong lúc tâm lực cầu giảng sanh cũng rất mạnh. Oán thân trái chủ trong chốc lát cũng đi khỏi, đã đi rồi, đã rời khỏi, không thấy nữa. Thân thể ông vô cùng nhẹ nhõm, Phật hiệu ông bắt đầu tự mình có thể niệm ra được. Tại vì sao không bảo vệ ông theo cách như vậy chứ? Cho nên chúng ta bảo vệ hơn nữa, một chút đau ông cũng không có nữa. Trưa ngày hôm kia tôi đến xem ông,
Tôi đã nói với ông, ông còn ở nơi đây để làm cái gì nữa? Ông hãy mau đi đi. Nhẹ nhàng nói với ông hai câu đó. Tôi đừng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ông lập tức nghe được cái âm thanh của tôi. Vào cái lúc đó hơi thở đã bắt đầu thoi thóp rồi. Lập tức mở to mắt ra, lập tức nhìn qua tôi. Sau khi tôi đã hiểu với ông ấy, lập tức đi ngay, tăng cường Phật hiệu. Ông liền lập tức A-di-đà Phật. Ông nghe lời liền niệm Phật. Nhưng người ta muốn cầu được giảng sanh, sau cùng nhất định phải gặp được một cái nhân duyên tốt. Cái nhân duyên tốt là gì vậy? Tự mình phải tin tưởng. Thứ hai là phải gặp được thiện trí thức. Thứ ba là tâm trí phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cả đời không niệm Phật cũng không sao. Lâm chung mà gặp được thiện trí thức, quyết lòng sám hối, khai thị cho bạn, tin rồi một niệm mười niệm sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, giảng sanh rồi. Ông là tấm gương về học Phật. Gia đình quyến thuộc nhìn thấy ông đã làm ra được rồi, biểu diễn cho mọi người thấy ông là làm ra tấm gương sáng. Bây giờ ông đã làm ra một cái hình mẫu, ông đã được đại thành tựu rồi. Ông chính là thiện tri thức của chúng ta. Pháp thân của ông cũng đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Ao Thất Bảo, nước bát công đức của A-di-đà Phật đã cùng chư thường thiện dân tụ hội một phương. Vì thế ông đã hiện cái thoại tướng này tại đạo tràng chúng ta, cũng đã được độ không ít người. Sau cùng thôi ông hai người nói chuyện với nhau, trong cái đĩa này đã có rồi. Ông nói sau khi ông giảng sanh, tôi hãy đem tro cốt này để trên khánh dân. Tôi bảo để trên khánh dân mà làm gì? Tôi đem đến Đông Thiên Mục Sơn cho ông. Đông Thiên Mục Sơn trên đó đã có đến 54 người được giảng sanh rồi, đem hỏa táng để trên đó. Đông Thiên Mục Sơn là nơi phàm thánh đồng cư độ, là trạm tiếp dẫn của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật Bồ Tát là ở cái đó tu hành. Tôi bảo rằng ông trên đó ngày ngày nghe được tiếng Phật hiệu, mỗi năm lại có đến 4 lần cúng lớn cho ông. Thanh Minh 15 tháng 7, đồng chí Tết Nguyên Đán, tứ chúng đệ tử đều đi lễ tế cho ông, cũng tế cho ông, tụng kinh cho ông, niệm Phật cho ông. Vì thù thắng biết chừng nào, đem tán ở nơi khác thì làm gì có nhân duyên tốt đến như vậy. Ông ấy bảo vậy tôi nghe lời bà. Tôi buông bỏ rồi, tôi hoàn toàn nghe lời bà. Đây là đại hỷ sự, cuối đời không bị bệnh. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất, là phước báo cao nhất. Có phải không, bản thân đã già, trong người liền cảm thấy là lực bất tòng tâm, không bệnh gì hết, ngồi xuống mà đi luôn. Ông ấy đã làm ra được như vậy. Lẽ ra còn 9 giờ sáng hôm nay là đem đi hỏa thiêu, nhưng do các vị đã đến, chúng tôi sẽ thiêu trễ một ngày. Sáng ngày mai là sẽ hỏa thiêu. Hôm nay có thể ra bên ngoài ngơi nghỉ, đều đã được sắp xếp ổn cả rồi. Còn lại cứ thế mà niệm thêm cho ông, niệm thêm một ngày một đêm, một ngày một đêm nữa, phước báo của ông, tương lai bản thân ông cụ quyết định phải giảng sanh. Cụ già này cả đời rất hiền lương, đây là một đại thiện nhân, quyết định giảng sanh. Cụ muốn giảng sanh phải chịu buông bỏ. Cụ đi đến nơi đây, tôi giúp cụ. Giống như ông ấy, cuối đời không bị bệnh là sự hưởng thụ cao nhất, là hạnh phúc lớn nhất. Đáng sợ nhất là bệnh khổ. Người này không thấy bệnh khổ, người người đều phải chết, chết không đáng sợ. Cụ tương lai về sau đứng mà đi, cụ nói với Đức Phật, Phật A-di-đà, Ngài tiếp dẫn con đứng giảng sanh, khấn đầu với A-di-đà Phật ba cái, đứng qua như vậy, rồi tạm biệt với mọi người. Hãy đi như vậy, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hiện cái thời tướng này. Cụ tâm tưởng sự thành, tâm vừa tưởng bảo đảm thành tựu. Bởi vì cả đời hiền lương, tâm địa thuần tịnh, thuần thiện thuần mỹ. Cụ già này nhất định không như người khác. Thôi, lão cư sĩ biểu hiện cho gia đình quyến thuộc của ông nhìn thấy được rồi. Anh hãy kéo mấy đầu ngón tay của ông ấy ra. Đúng, 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 đúng. Rồi hãy nhìn xem, cậu nhìn xem. Đưa lên trên cậu nhìn xem. Cậu hãy nhấc lên nhẹ nhẹ cho ông thôi. Tôi không tin lắm, lần này thì tôi thật tin rồi. Đây là điều thật khó gặp được. Em trai thứ hai đến thăm ông này, hãy hiện cái tướng cho em trai mình xem đi. Trong nhà vẫn còn dạy, người dạy thì tốt quá. Người già đi được tự tại như thế, các vị xem là phước của mọi người. Đây là cái đại hỷ sự. Giảng sanh hay không đều là ở ngay chỗ này. Người chết mà đi là ngay đờ. Chết rồi thì các vị không muốn phải quản chuyện gì nữa. Chết rồi thì cứng đờ, lạnh ngắt. Sẽ vừa cứng ngắc vừa nghe chữ ra. Ông ấy là sống mà đi, ông không phải chết rồi mới đi. Ông hiện một cái thoại tướng, ông trên hoa sen trong ao, ngồi vào trong liên trì hải hội. Tương lai đời vợ của ông cũng đi đến đó, con cái của ông cũng đi, anh em của ông cũng đi, gia thân quyến thuộc của ông đều đi, để mãi mãi làm gia đình quyến thuộc. Ông nếu mà không niệm Phật thì đường ai nấy đi, ai tạm biệt ai thì càng khó nói hơn. Đầu thai thác sanh đi đến cái chỗ nào thì cũng không thể biết được. Ông ở đây hết thảy, ông điều độ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhờ ông cả. Vậy phải cười ha ha chứ.
Một đời dạy học, tấm lòng thiện lương, một lòng một dạ. Ông chỉ cần cái tâm này, không cần khởi một cái niệm nào. Giảng sanh của ông là chứng nhận thư rồi, một niệm nào cũng đều không khởi lên. Cái thời khắc này sẽ bảo vệ ông sanh thiên hay đọa tam ác đạo, toàn ở thời khắc quan trọng trong mấy ngày này. Các vị nếu như là có trí huệ mà nói, mình đến những năm cuối đời thì phải chạy lên ở trên này, vào trong chỗ đảm bảo, bất cứ gì cũng không thể làm phiền các vị, một cách vững vững vàng vàng, ổn thỏa, chắc chắn như vậy. Tiễn các vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được cứu cánh viên mạng ở trong Phật quốc, ông tự mình đã được đại an lạc. Cuối đời đến lúc thì hiện ra cái bệnh khổ, ông không có đau đớn. Đây là sự hưởng thụ cao nhất. Sau khi các vị đến gặp ông xong, bỗng chốc thì ông khởi cái tình chấp. Tại vì sao? Con người đến lúc chết mà lại có đến như vậy. Họ có tình chấp, họ nhìn không thấu, buông không được, mà còn luyến ái con cháu nữa, còn luyến tiếc nhà cửa, còn luyến tiếc tài sản, như là tiêu rồi. Đau đớn khó tránh. Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Cái lúc đó thì thật có lỗi đối với họ. Như vậy chúng ta mới không có lỗi với họ. Họ đi được tự nhiên, đi rất trang nghiêm, đi rất tự tại. Ông ấy không có chết. Ông tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, tại nơi Phật quốc cứu cánh viên mãn, ông là bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất khứ bất lai. Ông đã chứng được cái thân kim căn bất hoại, thân tử ba chân kim. Lúc mà tôi trợ niệm cho ông ấy, tôi không phải là ông ấy giảng sanh mà nói trợ niệm cho ông. Ngay từ ở cái hướng này, một khoảng hư không như được mở ra. Tôi không nhìn thấy được A Di Đà Phật, tôi nhìn thấy một luồng sáng trắng chiếu đến, chiếu thẳng vào ông. Đây là chính tôi được nhìn thấy. Cô cũng nhìn thấy Phật quang. Cô kể lại xem. Tôi nhìn thấy Phật quang thế này. Cái cửa này thì đóng, chiếu hai quần sáng. Đó là quỳnh sắc, quỳnh quang, bạch sắc, bạch quang, xích sắc, xích quang. Đó là bốn loại màu sắc. Sau khi thơ cư sĩ giảng sanh, con dâu của ông cảm khái nói rằng đã rất nhiều lần cùng với phụ thân dùng từng câu Phật hiệu một để chuyển đau đớn, chuyển phiền não. Sau cùng thì uy đức của A Di Đà Phật gia trì, cùng toàn thể tự diện hộ trì cho. Một câu Phật hiệu đã khiến cho người cha một đời rất nóng nảy và cố chấp, chỉ trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi, thân tâm trở nên thanh tịnh, an định triệt để. Một người cha bình sinh không thích cười, mà cuối cùng giảng sanh với gương mặt mỉm cười tươi vui. Chúng ta nhìn thấy rằng một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Kiên định hơn là chúng ta tin Phật, niệm Phật, có lòng tin nhất định thành Phật. Giống như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chỉ tâm tin kính, hết thảy thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, ngay cả mười niệm mà không được sanh, không dự chánh giác, ngoại trừ ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phật tử Liên Thuận phát tâm cúng dường, do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật.